Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng ghé một cái địa điểm giao lưu mới của chú. Đây là vườn của chị Bích Nhung tại Tân Dương của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Đó, thì hôm nay chị giới thiệu đến quý cô chú cũng khá là nhiều cây ha để cho mình lựa chọn. Có cả si búp hồng nữa nè quý cô chú. Rồi hoa giấy, hoa trang, rồi mai chiêu thủy. Đó, thì còn nhiều cây khác nữa ha. Để chi tiết thì con mời quý chú gặp chị Nhung. Dạ. Con chào quý cô chú và anh chị, trả lời tên của là nói tên Lục Tỉnh Miền Tây không, quý cô chú và anh Dạ. chị. Hôm nay trở về vườn của Bích Nhung ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại bên nhà vườn em là 0334270232, cũng là số Zalo với quý cô chú anh chị. Trong quá trình quay này có cái gì mà không rõ thì quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ qua bên Zalo, mình sẽ thấy rõ hơn ha quý cô chú. Dạ, hỗ trợ thêm qua À, Zalo chị ha. hôm nay là mình có một số si búp hồng mà trang, nói chung là cũng nhiều mặt hàng hay quý cô chú và anh chị. À, Dạ. đầu tiên là mình vô có bên đây có một cây sam hương hay quý cô chú, một Sâm cây hương. đây ha. Dạ, Đây có một cây, còn một cây thì em lên một cây cho mình luôn ha. một cái phôi cũng quái rồi chị ha, cũ quái. Quá cây thì đã sống khỏe hoặc mầm, cái này mình dèm vô dây liền luôn hay quý cô chú anh chị. Dạ. Tổng chiều cao là 36. Rồi. Hoành là được 10 13 hay quý cô chú anh chị. Đế thì rất sổ ha. Hoành đế được 40 hay quý cô chú anh chị. Dạ. Cái số là được 20. Rồi mã số 0 này là cây sam hương, em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350 ngàn, em bao phí ship hay quý cô chú. 350 thôi chú ơi. Dạ đúng rồi. Vậy mình là chơi dán quái dán đổ gì đó tùy thích. Cây mai chiếu thủy nu theo quý cô chú anh chị. Cây này thì em đã điểm nước nước hai cho mình rồi ha, chỉ cần về đến phơn tàn nó dày lên là mình chơi được rồi theo quý cô chú. Dạ. Cây này thì đi em sẽ rút chậu bó bầu theo quý cô chú và anh chị. Rồi. Tổng chiều cao của cây là được 20, tổng tán là được 37, hoành của cây là được 21 quý cô chú anh chị. Để thì đặt ha, để thì trái đều đặt Dạ. Mini dễ thương của chú ơi, để bàn. rồi. Mã số 1 này em xin giao lưu cây mai chiếu thủy nu này, em giao lưu là 500 ngàn, em bao phí vận chuyển, khi đi em sẽ rút chậu bó bầu theo quý cô chú và anh chị. Dạ, 500 thôi. Mã số 3, số 2. Mã số 2 là một cây nu gò công, Dạ. tiếp tục có cái dáng bay theo quý cô chú anh chị. Dạ, nu gò công đó Cây thì lớn. em đã điểm nước nước hai cho mình rồi ha, cốt cành thì cũng lớn rồi, Dạ cũng rồi. lớn rồi, nó có chiếc đũa ăn hết này hai quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là 27, tổng tán ngang của nó là được 43, tổng hoành thân của nó là được 19 rưỡi ha, gần 20, em tính 19 hai quý cô chú. Dạ, cái này nu to ha chú. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn, em bao phí vận chuyển luôn hai quý cô chú và anh chị. Dạ, 500 thôi. Dạ. Rất là dễ chơi, ủng hộ Rồi cho chị tiếp Nhung theo ha. mã số 3 cũng là một cây nu gò công luôn ha quý cô chú. Dạ. Cây thì có đế hết ha. Tổng chiều cao của cây này là được 26, tổng tán của nó là được 37, tổng hoành ở trên đây là được 16 ha quý cô chú anh chị. Mặt cái này sao to trên đó. Đâu, đây, cái này nữa được. Bảy Mười. này là được 18 hay quý cô chú. Dạ rồi. Cây thì có đế ha, dễ thương. Mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 500 ngàn, em bao phí ship luôn hay quý cô chú và anh chị. 500 luôn. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 4 là một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn. Cây thì nó cũng có cái dáng nằm nằm rất là dễ thương hay quý cô chú. Dạ Cốt cành thì nó cũng to to hết rồi, cỡ chiếc đũa hết rồi. bộ đế này đẹp nè quý chú ơi, đế này còn nữa. Chiều cao của cây này là được 18, tán ngang của nó là được 4, tổng tán của nó là được 43, tổng hoành của nó là được 20. Dạ. Hào hào cái cũ rồi chị, cái cũ này to. Ép chậu để bàn với chú. Cái cũ này là được 40 với cô chú ơi. Dạ. Này mình về mình ép cái chậu ra là mình để nuôi phơm tàn dày lên là mình chơi được rồi. Rồi mã số 4 cây nu mai chiếu thủy nu gò công này em xin giao lưu cũng là 500 ngàn, em bao phí ship luôn hai quý cô chú và anh chị. Dạ. Chân cành có sẵn mình không thích thì mình Rồi vô tiếp dây theo mã số lại. 5 là một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn hai quý cô chú. Dạ, cây này bộ đế cũng đẹp. Dán nằm nằm bye bye chị ha. Dạ, 500
500 ngàn là mình có một cái cây mai chữ thủy đe bàn rồi quý cô chú ơi. Chiều cao của cây này là được 23, tán ngang là được 37, hoành của nó là được 18 quý cô chú và anh chị. Dạ. Đế rất là dễ thương nha, giống như cái con thú nằm hả quý cô chú. Dạ rồi. Mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn, em bao phí ship luôn hả quý cô chú và anh chị. 500 luôn. Cái này mã số 6 cũng là một cây nu rò cong. Lùng. Thì nó có cái dáng trực mà nó có bồ đế bại ha. Lùng liền. Chiều cao của cây này là được 17. Cái tán của nó là được 38. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi. Hoành của nó là được 19 nha quý cô chú và anh chị. Yeah. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn, em bao phí ship luôn theo quý cô chú và anh chị. Dạ, yeah, 500 thôi. Tiếp yeah. tục luôn. Mã số tiếp tục, mã số 7 là một cây me. Cây này thì em cũng đã điểm cho mình một nước dây rồi ha quý cô chú. Dạ. Yeah. Me quái ha chị ha, nhỏ nhỏ cũng dễ thương. Tổng chiều cao của cây là được 30, tán ngang là được 28, hoành ở vị trí này được 9 nha quý cô chú, ngay cái cũ của nó là được 18. Rồi cây mai này mã số 7 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250 ngàn, em bao phí ship luôn hả quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 8 cũng là một cây me chua hay quý cô chú. Dạ, cây me chua. Chiều cao của cây này là 25, tán ngang của nó là được 30, hoành thân là được 8, củ của nó là được 24 đó quý cô chú anh chị. Rồi cây me chua mã số 8 này em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 250 ngàn, em bao phí ship luôn quý cô chú. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 9 là một cây trang tím sen. À, một cây tím sen chị tím ha. Tím sen, dạ. Ê, cốt già của chú ha, cốt rất là già, phom tự nhiên luôn. Chiều cao của cây này là 22, tán của nó là được 29, hoành của nó là được 17 hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây trang sen mã số 9 thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300 ngàn, em bao phí ship luôn hả quý cô chú. Dạ. Trang tím sen màu rất đẹp quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 10 là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây là đang phun hoa ha quý cô chú. Cây em để tàn thiên nhiên, không có điểm dây ha. Dạ. Đế đẹp lắm quý. Chiều cao của cây này là được 32. Có cái tông trực ha. Hoành của nó là được 12. Đế rất là đặc ha quý cô chú. Bộ đế của nó là được 38 ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Quay rồi. Mã số 10 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300 ngàn, em bao phí ship luôn ha quý cô chú. 300 thôi. Dạ, rồi tiếp luôn. 300 ngàn mình có một cây trang để bàn rồi quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 11 là một cây trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Dạ. Này đế cũng đẹp nè quý cô. Dễ thương nhất luôn ha. Phong thiên nhiên. Cây là đang phun hoa hết trơn quý cô chú. Dạ. Chiều cao của nó là được 25. Hoành của nó là được 12 hay quý cô chú anh chị. Tổng cái củ đặc của nó là được 27. Rồi mã số 11 nè, 11 nè em xin giao lưu với cô chú mình vẫn là 300 ngàn, em bao phí ship luôn nha quý cô chú. Dạ 300. Rồi tiếp theo mã số 12 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Này có như trang thái nha quý cô chú. Củ đế thì rất là già ha. Tại vì đang phun hoa nhóc ở trên. Chiều cao của cây là được 27. Hoành của nó là được 13 hay quý cô chú. Dạ. Tổng cái hoành cũ của nó là được 34. Rồi. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300 ngàn, em bao phí ship luôn nha quý cô chú và anh chị. Dạ tiếp chị. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cây 13. Ủa mã số 13 là một cây hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ tại thiên nhiên ha. Riêng luôn theo quý cô chú, cây này thì đã điểm cho mình một nước dây rồi. Dạ. Mô Phật. Rồi. Tổng chiều cao của nó là được 32, tán ngang của nó là được 65, cũ quái chị ha, cũ quái. Đế này là cây đế sữa từ nhỏ ha. Hơi. Rồi hoành của nó là được 18. 18.
chiều dây cao. Sổ của nó là được 36. Dạ. Rồi cái cây này nó có bị lỗi cái là cái da nó bị chóc vào từ lúc mình vận chuyển ở trong ruộng đem về ha. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 bao phí vận chuyển với quý cô chú. Trong quá trình đi thì cái chậu này em sẽ ship luôn, nhưng mà có thể nó sẽ bị bể bầu, nhưng không ảnh hưởng gì cây ha quý cô chú anh chị. Cây thì bên nhà vườn Bích Nhung là bao sống và dạ, bao ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Về mình cứ yên tâm chăm ha quý cô chú và chị. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 14 cũng là một cây hoa giấy Mỹ Jean. Chiều cao của nó là được 39. Tán ngang của nó là được 45. Hoành của nó là được 22. 14, 14. Dạ rồi. Tổng đế sổ của nó là được 32. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình, vẫn là 400.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Lâm vồ theo quý cô chú anh chị. Rồi mã 15. Mã 15 là một cây lâm vồ. Cây này thì bạc mầm sống khỏe hết rồi theo quý cô chú. Dạ. Chiều cao của cây này là 75. Hoành ở trên vị trí này là được 62. Ở dưới này là được 69 theo quý cô chú. Cây lâm vồ. Một cây lâm vồ mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 em bao phí ship hay quý cô chú anh chị. 500 thôi chị hả? 500.000 bao phí ship ha. Đục để mình tạo mình lại. Có thể mình về nhà mình cho nó ôm đá hay mình tạo một cái tiểu cảnh hay quý cô chú. Dạ. Yeah. Xuống cây giùm em bên hai. Rồi tiếp theo mã số 16 là một cây trang hồng tím thơm. Hoa này là hoa thơm nhẹ hay quý cô chú. Nó có cái mùi thơm ha. Dạ, yeah. Hồng tím thơm chị hồng ha. Hồng tím thơm. Là nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Hoa màu rất đẹp của chú. Màu rất là ngọt ha. Chiều cao của nó là 1m25. Tán ngang của nó là 1m20. Hoành của nó là được 10. Thoát thân của nó là được 44. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350.000 em bao phí ship hay quý cô chú anh chị. Chị dừng lại cho em coi cái bông cái nha. Đây bên đây, đây bông bơm tàn rất là tròn mịn ha, hồng tím thơm. Hồng tím thơm. Dạ rồi, 350 thôi chị ha. 350.000 là mình có một cây hồng tím thơm quá đẹp luôn cô chú ơi. Tàn rồi tiếp xe. Theo là mã số 17 là một cây hồng tím thơm luôn ha quý cô chú. Tán tròn xe luôn. Chiều cao của nó là được 1m15. Tán ngang của nó là 1m2. Rồi. Hoành của nó là được 11. Yeah. Cây này thoát thân lùn thì nó cái thân nó lực ha. Thoát thân của nó là được 34. Củ này còn vô. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350.000 em bao phí ship luôn ha quý cô chú. Cái phơm tàn thì rất là tròn mịn ha. 350 thôi quý cô chú. 350. Rồi tiếp theo là một cây trang Mỹ Nhung. Anh lấy cái đó xuống. Được không chị? Không đâu, mình để đất đi. Mỹ Nhung còn gọi là Mỹ Đỏ, có người thì gọi Mỹ Đỏ, có người thì gọi Mỹ Nhung hiểu quý cô chú. Dạ, Mỹ Nhung. Dính giùm em cái anh hai. Hoa rất đẹp luôn. Cây hoa này thì thuần chậu. Chiều cao của cây là 1m35. Tán ngang của nó là 1m25. Dạ. Hoành thân là được 11 hiểu quý cô chú, thân thì hơi lắc lượng ha. Thoát thân của nó là được 35. Mã dạ. Số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 em bao phí ship nha quý cô chú anh chị. Mỹ 500.000 cây Mỹ Nhung ha. Dạ. Rất là đẹp luôn quý chú. Rồi tiếp theo là một cây Mỹ Cam ha quý cô chú. Mỹ Cam cũng là cây thuần chậu ha. Này thôi để cao qua để dưới. Mỹ Cam. Mỹ Cam cũng là cây thuần chậu luôn ha quý cô chú. Dạ. Chiều cao cây này là được 1m28. Tán ngang của nó là được 1m1. Dạ, nhà vườn cũng có số lượng hả cô chú? Mình đúng rồi, quý cô chú nào có mình cần số lượng thì mình gọi cho chị ha. Các màu luôn. Kiểu gì cũng có hết á. Mỹ cam, Mỹ đỏ, Mỹ vàng. Hoành của nó là được 10 hả quý cô chú anh chị? Dạ. Thoát thân của nó là được 59. Rồi. Rồi mã số 19 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000. Em bao phí vận chuyển hả quý cô chú anh chị?
Dạ rồi, 250 thôi. 250.000. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cây Mỹ cam. Cây thì cây thuần chậu rồi ha quý cô chú. Về mình chỉ cần sang qua cái chậu lớn là cây nó sống khỏe rất là mau ha. Chiều cao của cây này là 1m3. Tán ngang của nó là 1m05. Bơm tán dù quý chú ơi. Mắt keo của em lên đây cao. Đi. Hoành thân của nó là được 9 ha quý cô chú. Thân thì hơi co lắc ha. Thoát thân của nó là được 62. Mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú, mình vẫn là 250.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Dạ. Rồi. Tiếp tục tới cây gì đây chị? 20. Mình lên cặp đi. Tiếp theo là em lên một cặp đi ha. Ủa cái đó lên ghi rồi ha, ghi rồi bỏ lên luôn đi. Rồi tiếp theo là một cây trang cam 21. Cái này mình có cặp, mình bán cặp hay là bán cây đây vậy? Lên cặp luôn đi bán anh cặp hai. Đi ha. Đúng rồi. Rồi, cây này cặp giống nhau vui chú ơi, chơi cặp cho nó xứng luôn. Đây, rồi một cặp là mã số 21 ha. Đây. Mã số 21 là một cặp. Một cặp trang đỏ lá nhỏ. Cái này để ra nó bị khó thấy quá không? Rồi chị cứ đo đi rồi mình ấy. Chiều cao của cây là được 1m3 ha quý cô chú. Cái cặp này thì nó cân đối với nhau là chiều cao là đều được 1m3 hết. Cái tán rộng của nó là được 70. Dạ. Bên này nó cũng được 70 luôn ha. 70. Hoành thân thì bên này được 11, bên đó cũng được 11 luôn. Dạ. Thì tại vì một cặp là mình lựa cho nó cân đối á. Rồi cặp trang cam lá nhỏ này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 3 triệu đồng, em bao phí ship ha. Cây thì do bứng về thì nó có hơi xuống lá xíu nhưng mà em sẽ bao sống cho mình ha quý cô chú. Rồi. Một cặp chiều, ủa lộn, 3 triệu vậy ha. 3 triệu đồng bao phí ship ha. Dạ. Em lên này đi. Lên này đi anh hai ơi. Cái đó có mã số chưa? Chưa đem lên này đi. Tiếp theo là em lên một cặp cho mình là sam ha, sam trái ha quý cô chú. Sam trái mã số 22. Chiều cao của nó là được 12. Này em lên một cặp ha, bên này cũng được 12 luôn ha quý cô chú. Hoành của nó là được 9. Hoành bên này là được 11. Rồi một cặp sam này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300.000, em bao phí ship ha quý cô chú. 300.000. 300. Cho mã số 22. Ghi giùm em kênh ha. 22. 22. Tiếp theo mã số 23. Dạ. Cũng là một cây sam trái luôn ha. Chiều cao của nó là được 16. Chiều cao bên này cũng được 16 luôn. Hoành em đo trên này ghi dưới. Cây cũng rất là già chị ha. Cây già cây. Đúng rồi, cây này hoành bên này là được 12 ha quý cô chú. Mình làm bonsai để bàn đẹp lắm quý chú ơi. Cây sạch sẽ. Hoành với bên này là được 11 ha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú. 300 luôn. 23. Tiếp theo mã số 24, cây này mới đây mà nó bật mầm ha quý cô chú. Cho em mượn cây. Đây là quý cô chú. Cái này em trồng trong cái rễ, trong cái chiên chậu. Yên tâm ha, mấy cây này ép để bàn rất là đẹp quý chú ơi. Cây cốt. Rồi tiếp theo mã số 24 ha, cũng là một cặp sam trái. Chiều cao của nó là được 15. Chiều cao bên này cũng được 15. Hoành của nó là được 10 ha quý cô chú. Cây bên đó là được 10. Bên này em đo chỉnh eo này luôn đi. Bên này là eo trên này là được 9 ha. Ở đây là có thể được 11 ha, do nó mắc cái này cho nên em không đo ha. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000, em bao phí ship ha quý cô chú. Dạ, 300. Rồi. Số 24. Số 25 cũng là một cây sam trái luôn. Sam trái luôn. Chiều cao cây bên này là được 13. Bên này là được 13 luôn ha quý cô chú. Hoành ở đây là được 9. Hoành bên này là được 10. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú. Dạ. Yeah. Cây thì có đế hết trơn ha. Bộ rễ dưới nó rất là to cho mình chưa có làm ha. Do mình giữ cái cây cho nó sống khỏe đi. Rồi, tiếp theo mã số 26 cũng là một cặp sam trái luôn. Trái luôn. Cây này sam trái là em bao mình sam trái nha, nếu mà về sau này nó ra không đúng trái là em hoàn cây cho mình chăm chăm ha quý cô chú. Yeah. Chiều cao của cây này là 12. Hoành bên này cũng cao, của bên này cũng được 12 luôn. Thóc thân không thấy chút, chơi dáng nhất trụ. Hoành bên này là được 11. Rồi, cho em mượn cây, quá đã luôn. Hoành bên này là được 10. Ấm bầu. Rồi, mã số 26 này em xin giao lưu với cô chú mình vẫn là 300.000, em bao phí ship luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, 300. Cây khế là gì? Dạ. Rồi, tiếp luôn. Tiếp theo mã số 27 là một cây khế gân. Cây này thay vì bây giờ em để tính điểm dây nhưng mà em chưa có thời gian cho nên là thôi. Giờ quý cô chú nào mà có chốt thì về nhà điểm dây lại ha. Dạ.
Cây thì cũng có đế có củ ha. Điểm theo ý thích luôn chú ơi. Chiều cao của cây này là 76. Vừa vô dây lắm luôn. Em không có không có đo cái tán này do cái tán mình chưa có điểm dây. Có chết vậy. Rồi lộn thước gần trăm mấy luôn quý cô chú ơi. Rồi lật lại chứ, lật hoành của nó là được 26. Yeah. Rồi cây khế găng mã số 27 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng bao phí ship nha. Khi đi em sẽ rút chậu ở bầu nghe quý cô chú. Tại vì cái chậu này đi nó sẽ bị vỡ cho mình giữ cái chậu trước. Cây thì có đế, em chưa có moi xuống nó có đế ha. Đây. Dạ. Yeah. Xuống cây 1 triệu chị ha. 1 triệu đồng em bao phí ship. Đó lên đây. Chị gành đang vừa đệm dây lắm quý cô chú ơi. Vừa vô. Tại vì em đệm dây mà chưa có thời gian đệm dây. Rồi tiếp theo mã số 28. 28 ghi lại giùm em coi. 28 đây. 28 cũng là một cây khế gần luôn ha quý cô chú. Cây này thì về mà nhà mình điểm dây liền luôn. Yeah. Tổng chiều cao của cây là 67, em chỉ đo lấy cái phôi thôi nha. Còn phần trên em không có đo nha quý cô chú và anh chị. Hoành của nó là được 24. Cây này rễ rất là dễ thương ha. Dễ trái đều hả quý cô chú? Dạ rồi. Mã số 28 này em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 1 triệu đồng em bao phí ship hả quý cô chú và anh chị. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 29 là một cây khế gần luôn. Cây này thì có điểm xương một nước dây rồi. Cây này thì lùng lực chị ha. Này lùng lực nó cũng có đế ha. Đẹp lắm chú ơi. Chiều cao của cây là được 42. Tán của nó là được 55. Hoành của nó là được 26. Rồi mã số 29 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800 ngàn em bao phí ship. Cây này đi em sẽ rút chậu bỏ bầu nha quý cô chú. Vì cái chậu nó rất là nặng, mình đi cũng có thể là nó bể. Rồi tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo mã số 29. Mình có cây nhãn tím. Là một cây hả? Nhãn tím. Nhãn tím nó đang cây đang có hoa bông luôn ha quý cô chú. Cây này về mình đặt xuống đất hoặc là vô cái chậu gì là nó sẽ có trái liền luôn. Dạ, cây nhãn tím. Tổng chiều cao cây này là em có đo rồi là nó được 2 mét ha quý cô chú. 2 mét. Rồi. Dịnh cho chị luôn giúp em. Cái hoành thân thì cũng nhỏ chứ ha. Hoành đây là được 11 ha quý cô chú. Ở đây là được 12. Đây là ý này là đế bự luôn. Đế bự mà tại vì không có làm xuống á cho nên mình giữ cái cây cho nó khỏe á. Dạ. Rồi cây nhãn này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1.200.000 đồng bao phí vận chuyển hết quý cô chú anh chị. Cây thì đang có bông. Anh nghiêng xuống giùm em cho coi cái bông nha. Cái bông nó cũng khác cái nhãn thường hết quý chú. Đó, nó màu khác đây. Lá tím luôn, gà trái tím luôn. Rồi 1.200.000 chị ha. 1.200.000 đồng bao phí ship. Yeah. Rồi tiếp theo mã số 30 là một cây si búp hồng hết quý cô chú. Yeah. Cây này thì si búp hồng. Sống khỏe hết rồi. Bật mầm rất là nhiều hả quý cô chú. Bật lá màu hồng, màu đỏ đây luôn nè quý chú ha. Bật lá nè. Si búp hồng, đang ra tược mạnh. Cây như thế này là về là mình không có còn lo ngại gì nữa hả quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 80. Cây này khá là đặc hả quý chú. Đo trên cái eo nhỏ đi quý cô chú ơi. Nhỏ trên đi mình đo xuống dưới lại ha. Rồi lật thước lại chị ơi. 100 mấy đây. 105 hay quý cô chú. Rồi 105. Rồi hết cái đó là thước dây 200. 1m8 đi quý cô chú ơi. Rồi 1m8 đi. 1m8 tổng và hoành rễ của nó là 1m8 luôn ha. Dạ. Rồi mã số 30 này cây si búp hồng em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 4 triệu đồng bao phí vận chuyển. Dạ đây. Toàn quốc hả quý cô chú. 4 triệu chị ha. Dạ đúng rồi. Còn một cây. Còn một cây ngoài đó đi ra đó quay luôn đi. Rồi tiếp chị ơi. Còn cây gì đây. Tiếp theo cũng là một cây si búp hồng luôn hả quý cô chú. Cho chị cứ để nó đi. Chị để nó đi em. Đây. Cái này thì cái mặt nó cũng đã bạc mầm luôn rồi ha. Đọt nó hồng rất là đẹp luôn của chú ha. Mã số 31 hay quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là được 75. Cái này chị đang cuốn bầu. Có gì không rõ của chú cứ liên hệ qua Zalo ha. Chị chụp hình gửi thêm cho mình. Hoành của nó ở trên này là được 1m3 hay quý cô chú anh chị. Dạ. Xuống cái điểm này. Ở dưới đây thì
1m4 đi, này 1m5 giá thước rồi em trừ hao mấy cái bao đồ luôn cho mình là còn 1m4 đi, không thể nào mà một tấc mà hết đâu ha. Dạ, yeah, rồi mình trừ hao là 1m4 đi. Mã số 31 này, cây si búp hồng em xin giao lưu quý cô chú mình vẫn là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng em bao phí vận chuyển hả quý cô chú anh chị? Chỗ nào chưa rõ mình gọi cho chị giúp con nha quý chú. Cây này cũng khá là to nặng, chưa chị để em xây cái này. Nguyên một cục đặt luôn quý chú à. Nguyên một cục đặt ở đây. Còn nguyên cái bầu dưới này nè chị ha. Dạ đúng rồi. Cái này là bón cái bầu quá để mình nuôi luôn cái cây của nó. Dạ. Rồi 3 triệu mấy chị? 3.500.000 đồng. Cây si búp hồng cho mã số 31 ha. 3.500.000. Nguyên cái cục bể hay sao này. Rồi còn cái gì nữa không chị ơi? Một cây trang sen đi. Trang sen cuối đi cho mã số 32 đi ha. Rồi ở trong đó mình có cái cổng hoa này có giao lưu không? Thôi vô lên cái cặp cổng hoa đó đi. Cổng hoa này sao đây? Cặp cổng hoa đó là chiều cao của nó là được 28 ha. 28 dạ. Còn cái chiều ngang của nó là mình có thể kéo ra thêm nữa. Mình có thể kéo ra thêm nữa là nó lớn ra là cái tùy theo cái cổng của nhà nào mà lớn á. Dạ. Thì mình có thể bung ra thêm được nữa. Tại vì cái đó thì em gác qua đó cho nó đỡ chịu lên đó thôi. Rồi. Cái này là sát pháo là sao chị? Cái này là sát pháo cam ha. Sát pháo màu cam. Sát pháo màu cam, đúng rồi. Sát pháo cam. Rồi quý cô chú nào cần làm một cái cổng ha, là cặp này là cái hoành thân rồi. Ở bên này là được 24 ha, 24 có dư 25. Rồi. Hoành thân là được 25. Nó gần, là một cây thôi ha gần chị. 26 một cây. Một cây một cốt thôi. Một cây một cốt nó thoát lên là được 42 á. Dạ. Rồi, đây là một cây. Một cây đi qua đó mình đo một cây bên rồi, kia. Người ta trồng là để làm cổng nha quý cô chú cho nên là có chủ đất hết à. Đây. Đây cũng là một cây luôn. Một cây bên này là được 20, hoành dạ. Bên này là được 20. Nó thoát lên là được 2 tấc rưỡi ha quý cô chú. Cây này là được thoát lên 2 tấc rưỡi. Chắc cũng phải lâu lắm mới được ra một cặp. Đúng rồi, cũng mấy năm rồi mình tao trồng mấy năm rồi mới được một cặp vậy. Rồi mã số 32 là một cặp gác cổng màu cam. Em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 4 triệu đồng bao phí vận chuyển trong phạm vi 200 km thôi ha. Tại vì cây này thì mình phải đi xe rồi, không có đi bưu điện được do nó cồng kềnh và lại cái chiều cao của nó quá cao. Chỉ 4 triệu thôi quý chú ơi. 4 triệu đồng 200 cây. Đúng rồi. Có khi mình kiếm lại không tìm thấy được. Rồi, hôm rồi nay, một cái cặp gác cổng này cũng là cái cây một cặp cuối clip hôm nay hả quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi cho Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị vạn sự như ý ha. Mến chào và hẹn gặp lại clip sau nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi em chào chị Nhung ha. Quý chú yêu mến xin mời ủng hộ cho chị. Con xin chào, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.